Kỳ Lân đã thực hiện một cái bao da handmade bởi Kỳ Lân. Và tất nhiên rằng da từ da bê hay da cá đều có. Và màu sắc cũng theo yêu cầu của khách. Nếu điện thoại là màu gì thì Kỳ Lân sẽ thực hiện da màu đó. Và chắc chắn rằng những cái da này Kỳ Lân nhập tại những nhà máy thuộc da nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Và chuyên thuộc da cung cấp da cho tất cả những hãng da thời trang nổi tiếng trên thế giới. Với thiết kế của bao da này vừa khít chiếc điện thoại này dẫn đứng. Và Kỳ Lân cũng đang thực hiện một cái mẫu bao da cũng da bê và da cá theo yêu cầu. Và đó, phiên bản bao da đó là phiên bản bao da nắp gập theo cái điện thoại này. Còn ở đây là bao da dẫn thanh đứng vừa khít cho chiếc điện thoại này luôn. Và tại sao trên bao da này lại có cái khoảng trống này? Khoảng trống này nó vừa khít với chiếc điện thoại của chúng ta. Màn hình chờ có đồng hồ của Vertu trên thêm giao diện này. Cầm như vậy rất là thanh lịch, rất là gọn và rất là sang như chúng ta cầm cuốn sổ có bì da ở ngoài. Và Kỳ Lân cũng đang hoàn thiện một mẫu bao da nữa, cũng dặn thanh đứng như thế này nhưng mà thêm một ngăn bên đây nữa để Kỳ Lân cũng đựng tiền, dỡ ra đựng tiền gặp lại. Và ngăn bên này là để điện thoại như vậy, chỉ có thêm một ngăn nữa thôi là đựng tiền và thẻ, những cái thẻ mà chúng ta cần thiết nhất sử dụng hàng ngày. Thì khi chúng ta ra đường trong xã hội hiện nay, chỉ cần cầm một cái ví cầm tay nhỏ, một cái bao da điện thoại mà chứa điện thoại có chứa tiền và thẻ để chúng ta dùng, thì đó là những cái vật dụng cần thiết nhất của chúng ta khi bước ra đường. Kỳ Lân sẽ chọn phần da nâu, nguyên con da nâu, chọn cái công da loại 1 và vân da đẹp nhất của hãng thuộc da nổi tiếng nhất để mà làm cho cái điện thoại sang trọng đẳng cấp thượng lưu Vertu này mới phù hợp bộ đôi sản phẩm cao cấp luxury, cũng là tiêu chí của Kỳ Lân. Kỳ Lân là đơn vị chuyên phục vụ sở thích cảm xúc đến với tất cả các khách ở những sản phẩm cao cấp, phân khúc cao cấp luxury. Vì vậy từ sản phẩm, Kỳ Lân cũng tỉ mỉ cầu toàn trong việc tuyển chọn từng sản phẩm chất lượng nhất, tuyệt vời nhất để mà phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách. Kỳ Lân luxury, sang trọng đẳng cấp thượng lưu.